nếu như đây là cái đầu của bạn nhé, cái đầu của bạn thì nó có cái phần là ý thức này và có phần tiềm thức này. Tất cả nếu mà cái ý thức của bạn rất là mạnh nhé, mà liên tục nó vùi vào đây, nó thành một cái hạt giống trong cái tiềm thức này. Khi mà bạn có một cái ý thức là tôi nhất định là tôi phải làm cho cơ thể của tôi nó phải gọn nhẹ, ví dụ như tôi chẳng hạn, cách đây 4 năm tôi đi khám bệnh, lúc đấy đầu tôi hơi ù, mắt tôi hơi chóng mặt mà tôi cảm thấy có vấn đề. Thế mà tôi đi kiểm tra thì bác sĩ Tuấn ở bệnh viện Bạch Mai là bác sĩ thân của chúng tôi có mà cho tôi xem kiểm tra các cái số liệu anh ấy, của anh là mỡ trong máu này, thứ hai là của anh là gì, gan nhiễm mỡ này. Đó, hai cái thông số đấy là hai thông số là gì, là hai thông số cực kỳ là gì, nguy hiểm nếu như cứ dần dần và tăng dần. Thế mà ông bảo là vậy thì nhiệm vụ anh em biết anh bây giờ là đi tiếp khách nhiều, nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục như này thì anh sẽ phải trả giá. Vậy thì em khuyên anh là gì, bớt uống rượu đi, bớt uống bia đi và phải tập thể dục nhiều, ăn hoa quả nhiều. Thế mà ngay sau khi về đó phát tôi bảo ok anh làm được, và tôi quyết định luôn là tôi sẽ rất ít uống rượu, rất ít uống bia, ăn hoa quả cực kỳ nhiều, tập thể dục tăng lên gấp đôi lần, đúng không? Trước đây tập ví dụ như là 40 cái gầm bụng, bây giờ tập là 80 cái. Trước đây chống đẩy 20 cái, bây giờ là 40 cái. Trước đây là gọi là nâng tạ như này 10 cái, bây giờ là nâng 21 cái. Tức là mình phải gấp đôi lên. Và thời gian trước đây chỉ là khoảng 20 phút, bây giờ 40 phút. Trước đây không có bơi, bây giờ phải cả bơi. Và thưa các anh chị là 4 năm vừa qua tôi liên tục như vậy. Và không chỉ vậy tôi còn đi tốc tiếp. Và chính nhờ như vậy thì chỉ sau có khoảng tầm chưa đầy 1 năm tôi đi kiểm tra lại thì con số của tôi hoàn toàn bình thường. Và 3 năm qua tôi liên tục đi kiểm tra lại và tôi hoàn toàn bình thường. Vậy điều đấy có nghĩa là tôi gửi cái ý thức này, đó, tôi gửi cái ý thức này vào cho tôi là tôi phải khỏe mạnh. Và cái ý thức đấy nó đưa vào trong tiềm thức của tôi và tạo ra cho tôi một cái thói quen. Và cái thói quen này là tôi là dẫn đến cái việc là tôi cứ tập và tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa cả. Trước đây có thể phải nghĩ ngợi là tập hay không tập, tập dài hay tập ngắn. Nhưng bây giờ tôi chả nghĩ ngợi gì cả, là cứ đến giờ là đi tập. Đó. Mà tôi biết là việc đi tập đấy nó là cái gì ạ? Nó là cái bắt buộc rồi. Thế thì lúc đấy bạn nên nhớ này. Như vậy đầu tiên nó là tư duy. Và tư duy đủ mạnh nhé. Tư duy đủ mạnh tức là bạn cực kỳ mạnh. Mạnh tức là có thể nói rằng là nó hoặc là bất ức hoặc là hưng phấn. Tức là bất ức tức là bạn cảm thấy cay cú, là bất hận, thì bạn cũng có thể làm những cái quyết định gì đấy, ví dụ rất là điên rồ. Chẳng hạn như là bạn là gì, bạn thấy chồng của bạn đi với cô bé trông chân rất là dài đó, bước xuống cái xe lại của chính chồng bạn, bạn có cảm thấy là cay cú không? Và bạn ba phải làm cho mày là gì ạ, xé xác mày ra, đúng không? Thế lúc đấy là bắt đầu là bạn muốn gì, bạn muốn là phải làm hạ cái cơn giận, tức là lúc đấy cái cảm xúc của bạn. Hay là bây giờ không, tôi muốn giàu có, tôi nhất định phải giàu có, tôi phải là triệu phú. Bây giờ như vậy tức là bạn khẳng định với bạn như vậy, bạn muốn giàu có thật. Và lúc đấy bắt đầu là nó đưa cái tâm trạng của bạn lên một cái cảm xúc rất là mạnh, và bạn muốn giàu có đích thực. Vì vậy nên là vậy bạn phải trả một cái giá nào đó, đúng không? Trả giá là gì? Tôi phải dậy sớm, tức là lúc đấy nó sẽ bắt đầu là thúc đẩy bạn là hành động, đúng không? Phải có cái cảm xúc đủ mạnh mới thúc đẩy bạn hành động. Nhưng mà nếu như cái cảm xúc này nó chỉ nhất thời thôi, xong nó xịt tận đầu ấy, thì lúc đấy có nghĩa rằng là cái ý thức của bạn nó không đủ mạnh và nó không đủ liên tục để nó đưa vào trong cái tiềm thức này, nó trở thành để dẫn dắt bạn và trở thành một cái automatic. Automatic tức là gì? Nó là thành những cái thói quen là bạn không cần phải nghĩ ngợi nữa, thì bạn không phải đấu tranh nội bộ nữa, nội tâm nữa, thì lúc đấy cái hành động của bạn liên tục thì nó sẽ trở thành cái thói quen và sau đó nó ra cái kết quả cho bạn. Và đúng không các bạn? Nó ra cái kết quả cho bạn. Như vậy là đây, cái hành động của bạn nó được thể hiện nhiệt tình hay không nhiệt tình thì nó lệ thuộc vào cái này, cái cảm xúc. Và cái cảm xúc này nó chính là nó xuất phát từ đây, nó từ trái tim. Như vậy từ đây là head, nó chuyển xuống heart, nó chuyển trái tim.
heart nó thúc đẩy mạnh mẽ nó ra các gì? Hands, tức là hành động. Yes or yes? Yes. Cho nên nó có ba cái heart, head là tư duy. Sau đó nếu tư duy của bạn rất mạnh, tức là bạn ý định một cái gì đấy mạnh kinh khủng, nhưng mà mạnh này nó phải liên tục, nó phải bền bỉ, nó phải kiên trì và liên tục mạnh, ngày nào cũng như ngày nào bạn bị xui sụp và không có gì cần ngăn cản bạn được, nó không ngăn cản bạn được, bởi vì bạn quá đam mê nó, bạn rất là mong muốn đạt được cái đó, thì lúc đấy nó đưa xuống trái tim và lúc đấy nó không còn là vấn đề là câu chuyện là nó nhất thời nữa, mà nó là câu chuyện này là câu chuyện là bạn khát khao rồi, burning desire, burning desire tức là gì? Là ước mơ cháy bỏng mà. Và từ đấy người ta nhìn thấy bạn, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ đến hành vi, hành động, tất cả mọi thứ nó đều rất là xuyên suốt. À con này nhiệt, con người này là nhiệt tình một cách ổn định. Bao nhiêu trong số các anh chị nhìn thấy một số những con người là nhiệt tình một cách ổn định, tôi thật là tôi. Tôi. Người đấy là người năng lượng rất cao. Đúng không? Người đấy là người năng lượng rất cao. Và người đấy nếu như bạn thấy, đúng không? À, ví dụ như là thầy Sabatier Leblanc ấy, thầy lúc nào thầy cũng năng lượng được, thầy sử dụng NLP. Yeah, những cái con người mà người ta là ám thị được người ta, đúng không? Người ta ám thị được người ta và người ta lúc nào người ta cũng có thể biết được rõ mình muốn gì và từ đấy nó thúc đẩy cái trạng thái cơ thể của ta. Trạng thái cơ thể tức là trạng thái gọi là trạng thái cảm xúc ấy, mà cái trạng thái cảm xúc đấy của các chị là luôn luôn giữ cho mình cái trạng thái rất là đỉnh cao và tích cực, đỉnh cao nhưng phải đỉnh cao tích cực chứ phải đỉnh cao tiêu cực, thì nó sẽ thúc đẩy các chị những cái hoạt động tích cực, những hoạt động tích cực thì nó sẽ ra kết quả tích cực. Cho nên là gieo nhân nào thì gặt quả đó, gieo bí gặt bí mà gieo ngô gặt ngô, không bao giờ mà bạn lại gieo bí gặt ngô bao giờ cả, đúng không? Hai quay bên cạnh mà nói là gieo bí gặt bí, gieo ngô gặt ngô. Nhưng mà nhớ là phải gieo cái hạt bí thật to, đúng không? Yes. Để cho nó có một cái cảm xúc, chứ còn cái hạt bí đeo một cái tí này tưởng dư nào hóa dư này thì làm sao mà có thể thúc đẩy hành động được, đúng không? Làm sao mà nhiệt tình được? Yes or yes? Yes. Yeah. Ok, thế nên là cái nhiệt tình hay không nhiệt tình nó phụ thuộc vào cái việc là cái ý định của chúng ta gửi lên vũ trụ có đủ mạnh hay không, đúng không? Còn nếu như bạn mà có một cái ý định nào đấy, vì vậy cho nên bạn phải đi tìm cái khát khao đấy, đi tìm một cái ước mơ đó, đi tìm một cái gọi là cái mà luôn luôn làm cho mình cảm thấy là cháy bỏng. Và cô Anna Hồng Thắm đấy, chủ tịch của Success Business đấy, 3 năm để thuyết phục tôi là muốn xin nghỉ của trường đại học ngoại thương, tức là làm giảng viên đại học ngoại thương, là chỉ vì là mục tiêu là phải phát triển, là mong muốn được phát triển cái giáo dục, phát triển con người này, phát triển bản thân này. Thế mà những cái lần đầu tiên thì tôi gạt đi hết, nhưng mà sau cuối cùng là gì, tôi thấy rằng là thực sự là đây là một sự khát khao, nó không phải là nhất thời nữa rồi, nó không phải là chỉ là mang tính chất là cắt bụt nữa rồi, mà đây nó là phải từ đáy, từ trong cái gọi là trái tim, và nó rất là liên tục, nó kiên trì, nó bền bỉ, nó khát khao, thì như vậy là gì, bạn sẽ chinh phục được kể cả người khó tính nhất. Yes or yes? Yes. Đúng không? Ở đây có thể một số những người phụ nữ ở đây, các bạn có những người chồng rất bảo thủ. Tôi là một người bảo thủ. Thế thì khi mà bạn muốn chinh phục một người bảo thủ thì bạn phải xác định rõ về lòng đam mê của bạn, và cái đấy là một sự đam mê tử tế. Đam mê tử tế tức là đam mê đấy là đam mê để giúp đỡ người khác, và mình không có hại cho ai cả, mà mình chỉ có làm lợi cho cuộc đời này, làm lợi cho cái chỗ nhân sinh quan này. Thế thì khi bạn có một cái ước mơ tử tế như vậy, đúng không? Và bạn rất là khát khao và bạn dám chịu trách nhiệm. Và dám chịu trách nhiệm, nếu giả sử thất bại, bạn phải xác định là gì? Em chịu trách nhiệm, đúng không? Bạn có dám làm như vậy không? Yes. Thì nếu như vậy thì bạn mới có thể khả năng thuyết phục được những người xung quanh. Và những người đi theo bạn đó là gì? Là chồng bạn, là vợ bạn, những người đấy là gọi là thân yêu nhất của bạn. Họ phải là người đồng thuận với bạn. Khi người ta chưa đồng thuận, có nghĩa là bạn chưa đủ cái lý do để thuyết phục người ta. Yes or yes? Yes. Các bạn hãy show cái nhiệt tình của bạn ra. Hãy cho người ta thấy được cái nhiệt tình của bạn. Hãy cho thấy được rằng là bạn có đầy năng lượng ở bên trong này này. Yeah. Nó ở đây. Nhưng mà nó từ đây nó xuống. Yeah. Nó từ đây nó xuống. Đấy. Thế thì khi mà bạn có một cái ý định rất mạnh thì bạn sẽ ra được cái lòng nhiệt tình.
Và từ đấy rồi ấy, bạn cứ để ý xem, khi mà tôi nhiệt tình, tôi có lan tỏa cái nhiệt tình sang cho bạn không ạ? Yes. Có chứ, đúng không? Tôi truyền được cảm hứng cho bạn, đúng không? Khi mà bạn nhiệt tình, bạn cũng lôi kéo team đội của anh lên. Có một số những trường hợp là Quân của tôi khi mới vào thì bao giờ Quân cũng chưa hiểu mình. Nhưng mà anh em tôi nói này, anh em nào đi theo tôi, đúng không? Anh em nào đi theo công ty thì anh em phải nên nhớ này. Anh em tôi đi đến cùng, một răng tôi cũng bừa. Nếu anh em nào tin tôi, hãy đi theo tôi. Và tôi sẽ làm cho bằng được cái này thì thành công tôi. Mình nói phải chắc chắn như thế. Và mình phải làm thật, đúng không? Một răng tôi cũng bừa. Thế nên là nếu bạn nào không đi cùng anh em tôi đứng sang một bên, đúng không? Nếu bạn nào mà đi đứng sang bên này và các bạn yên tâm là chúng tôi hay là tôi là chịu trách nhiệm với các bạn. Mình phải quyết đoán, mình phải mạnh mẽ và mình phải làm cho thể hiện cái sự nhiệt tình và nghiêm túc của mình như vậy. Thì như vậy mình mới chuyển hóa được anh em.